Chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui và một ngày làm việc thật là hiệu quả. Các bạn xem video nhớ ủng hộ kênh cho mình một like, chia sẻ và đăng ký, nhấn chuông để nhận được những video mới nhất mỗi khi Phố Núi phát hành. Và ngay bây giờ là tình hình về giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay. Về giá cà phê trên thế giới đã tăng trở lại sau phiên sụt giảm ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 đã tăng 15 đô la lên mức 1.255 đô la trên tấn, và kỳ hạn giao tháng 5 đã tăng 9 đô la lên mức 1.282 đô la trên tấn. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch ở mức trung bình. Tương tự sàn London, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ. Kỳ hạn giao tháng 3 đã tăng 1,20 sen trên bao lên mức là 107,10 sen trên bao, và kỳ hạn giao tháng 5 cũng tăng 1,60 sen lên mức 108,50 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch ở kỳ hạn giao tháng 3 thấp, còn ở kỳ hạn giao tháng 5 thì duy trì ở mức cao trên mức trung bình. Về tình hình giá cà phê trong nước ngày hôm nay, bình quân đã tăng trở lại thêm 200 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động ở mức từ 31.000 tới 31.700 đồng trên 1 kg. Khu vực của tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay đang dao động từ 31.000 tới 31.100 đồng trên 1 kg. Tại thành phố Bảo Lộc và huyện Lâm Hà đang có mức giá là 31.100 đồng 1 kg, và tại huyện Di Linh có mức giá là 31.000 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay dao động ở mức từ 31.400 tới 31.700 đồng trên 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga đang có mức giá cao nhất là 31.700 đồng 1 kg. Tại thị xã Buôn Hồ có mức giá là 31.400 đồng 1 kg. Và tại huyện Ea Hờ Leo, mức giá cà phê là 31.500 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay dao động ở mức từ 31.300 tới 31.400 đồng 1 kg. Tại thành phố Pleiku và huyện Yagrai có mức giá là 31.400 đồng, và khu vực huyện Chiu Rông có mức giá là 31.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông ngày hôm nay cũng đã tăng 200 đồng và đang dao động ở mức từ 31.300 tới 31.400 đồng 1 kg. Tại thành phố Gia Nghĩa có mức giá là 31.400 đồng 1 kg. Còn tại huyện Đắk Rờ Lấp đang có mức giá là 31.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum ngày hôm nay đã tăng 300 đồng và hiện đang có mức giá là 31.500 đồng 1 kg. Giá cà phê Robusta loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay có mức giá là 32.900 đồng 1 kg. Về tình hình giá hồ tiêu ngày hôm nay, ngày 26 tháng 2 vẫn giữ mức như phiên giao dịch ngày hôm qua và không có gì thay đổi. Tại tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ mức là 38.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai có mức giá là 37.000 đồng. Tại tỉnh Đắk Nông có mức giá là 38.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có mức giá cao nhất là 39.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước ngày hôm nay cũng vẫn giữ mức là 38.500, và giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đang có mức giá là 37.000 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.